Liên quan đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024, luật sư Glenn Kirchner cho rằng, ứng viên đại diện Đảng Cộng hòa Donald Trump có thể đã vi phạm một đạo luật liên bang khác khi có thông tin cho rằng ông và nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin vẫn giữ liên lạc sau khi cựu Tổng thống Mỹ rời nhiệm sở. Xuất hiện trên kênh YouTube cá nhân vào ngày 8 tháng 10, Luật sư Glenn Grisner đã đề cập đến các cuộc điện đàm được nhắc tới trong cuốn sách World sắp phát hành của nhà báo Bob Woodward và thảo luận về việc liệu chúng có vi phạm đạo luật Logan hay không. Đạo luật Logan được Quốc hội Mỹ ban hành vào năm 1799, cấm công dân tham gia vào hoạt động ngoại giao với các chính phủ nước ngoài đang có tranh chấp với Mỹ. Luật sư Grisner cho hay, vi phạm đạo luật Logan có thể bị phạt tới 3 năm tù, vậy nên tất cả chúng ta đều muốn biết liệu ông Donald Trump có vi phạm đạo luật Logan không và đây là câu trả lời có thể là ông ấy đã vi phạm ông Krisner cũng cho biết thêm dựa trên các chi tiết trong cuốn sách có đủ bằng chứng để FBI có thể và nên mở một cuộc điều tra về bản chất thật sự của những cuộc gọi này đáp lại tuyên bố trên của ông Krisner giám đốc truyền thông chiến dịch tranh cử của ông Trump ông Stephen Chung cho rằng cuốn sách này chỉ là những lời bịa đặt hôm 9 tháng 10 người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cũng xác nhận với Bloomberg rằng Mặc dù ông Donald Trump đã gửi cho Tổng thống Putin các thiết bị xét nghiệm COVID-19 vào năm 2020, nhưng không hề có cuộc điện đàm nào diễn ra giữa hai người tại thời điểm này. Bất chấp những cáo buộc cho rằng ông Trump có thể đã vi phạm đạo luật Logan, báo cáo năm 2018 của Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội cho thấy luật này hiếm khi được thực thi. Chỉ có hai vụ truy tố theo đạo luật Logan vào năm 1803 và 1853, và cả hai đều không dẫn đến kết án, Ngoài ra theo các chuyên gia pháp lý, đạo luật này hiếm khi được sử dụng vì những câu hỏi liên quan đến tính hợp hiến, bao gồm việc liệu nó có vi phạm quyền tự do ngôn luận của Mỹ hay không. Trong một diễn biến liên quan đến tình hình bầu cử tổng thống Mỹ 2024, chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Donald Trump chỉ trích bà Kamala Harris sau khi hồ sơ sức khỏe của ứng viên Đảng Dân chủ này được công bố, cho rằng bà có lịch trình tranh cử nhẹ nhàng hơn. Ngày 12 tháng 10, Nhà trắng công bố hồ sơ sức khỏe của bà Kamala Harris, trong đó, bác sĩ Joshua Simmons đánh giá bà Harris đang có thể trạng sức khỏe tốt và cho rằng bà sở hữu sức bền về thể chất và tinh thần cần thiết để thực hiện thành công các nhiệm vụ trên cương vị tổng thống. Cùng ngày, ông Stephen Cheung, giám đốc truyền thông trong chiến dịch tranh cử của tổng thống Donald Trump, đáp trả rằng lịch trình của bà Harris nhẹ nhàng hơn nhiều và bà ấy không có sức bền như cựu tổng thống Trump. Ông bình luận, các cuộc thăm dò phản ánh điều này Ông Stephen Chung thông tin, cựu Tổng thống Trump đã tự công bố các thông tin cập nhật từ bác sĩ của riêng mình, cũng như các báo cáo chi tiết từ bác sĩ Ronnie Jackson, người đã điều trị cho ông sau âm mưu ám sát đầu tiên. Tất cả đều kết luận rằng ông có sức khỏe tốt và hoàn hảo để trở thành Tổng thống. Theo vị giám đốc truyền thông này, ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump đã duy trì một lịch trình vận động tranh cử cực kỳ bận rộn và sôi nổi, không giống bất kỳ ai khác trong lịch sử chính trị, trong khi bà Kamala Harris không thể theo kịp các yêu cầu của việc vận động tranh cử. Ông cũng cho rằng bà Harris hoàn toàn không đủ tiêu chuẩn để trở thành tổng thống Mỹ. Theo hãng tin Reuters, một phụ tá của bà Harris tiết lộ, phó tổng thống Mỹ công khai hồ sơ sức khỏe của mình nhằm thu hút sự chú ý đến việc ông Trump từ chối làm điều tương tự. Chiến dịch tranh cử của bà Harris, 59 tuổi, muốn nhấn mạnh đến tuổi tác của ông Trump, 78 tuổi, kể từ khi ông trở thành ứng viên lớn tuổi nhất trong cuộc đua sau khi tổng thống Joe Biden, 81 tuổi, bỏ cuộc. lực lượng chức năng vừa bắt giữ một đối tượng giả mạo thẻ VIP và báo chí mang theo súng có sẵn đạn ở bên ngoài sự kiện vận động tranh cử của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại California cuối tuần qua. Theo một thông báo của Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Riverside ngày 13 tháng 10, đối tượng Van Miller, 49 tuổi, sinh sống tại Las Vegas, đã bị bắt tại một cổng kiểm soát bên ngoài địa điểm tổ chức sự kiện, mang theo một khẩu súng ngắn và sở hữu bất hợp pháp, một khẩu súng lục đã nạp đạn và một băng đạn lớn. Cảnh sát trưởng quận Riverside, Chad Bianco, trả lời với phương tiện truyền thông địa phương rằng đối tượng Mueller đã xuất trình thẻ VIP và báo chí giả tại cổng kiểm soát. Trong một tuyên bố với tờ Press Enterprise, cảnh sát trưởng Bianco lưu ý chúng tôi có lẽ đã ngăn chặn được một nỗ lực ám sát khác. Theo miêu tả của cảnh sát trưởng Bianco, đối tượng Mueller thuộc nhóm người theo chủ nghĩa tự do cực đoan, tin rằng chính phủ không thể thực thi quyền lực hợp pháp của họ. Đối tượng Mueller là một người ủng hộ Đảng Cộng Hòa, có bằng thạc sĩ của Đại học California và đã tranh cử vào hội đồng tiểu bang tại Nevada vào năm 2022. Đối tượng Mueller chưa xác nhận hoặc bác bỏ âm mưu ám sát ông Trump. Nghi phạm 49 tuổi này đã được tại ngoại với số tiền bảo lãnh là 5.000 đô la Mỹ và sẽ phải ra hầu tòa vào tháng 1 năm sau với cáo buộc tàng trữ vũ khí trái phép. Tiếp tục với các tin tức quốc tế đáng chú ý khác, Ngày 13 tháng 10, một nguồn tin chính phủ Đức cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ thăm nước này vào tuần tới, sau khi phải hủy kế hoạch trước đó do bão Milton. Nguồn tin cho biết, ông Biden sẽ đến Berlin ngày 18 tháng 10, thực hiện chuyến thăm một ngày. Các phương tiện truyền thông Đức đưa tin, ông Biden sẽ gặp Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Frank-Walter Steinmeier. Báo chí Đức cũng đưa tin về lịch trình mới của Tổng thống Mỹ đến Đức, cho biết công tác chuẩn bị tổ chức các cuộc họp đã được xúc tiến. Theo các nguồn thạo tin, chuyến thăm của ông Biden sẽ không phải là một chuyến thăm cấp nhà nước chính thức mà ở diện hẹp hơn, tập trung tham dự các công việc chung mà hai bên đang thực hiện. Theo báo chí Đức, nội dung thảo luận trong các cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ với Thủ tướng Olaf Scholz và Tổng thống Frank-Walter Steinmeier sẽ xoay quanh các cuộc xung đột ở Ukraine và Trung Đông.